Tôn giả Đại Ca Diếp cùng bốn chúng đệ tử, mỗi chúng là 500 người và đang nghỉ mệt trên đường. Có người vị học tên là Ưu Di từ chỗ Đức Phật đi đến, tay cầm một cành hoa trời, tên là Mạn Đà Lạc. Thấy Tôn giả Đại Ca Diếp cùng với 2.000 đệ tử theo sau. Ưu Di đến trước Tôn giả Đại Ca Diếp đảnh lễ, chào hỏi. Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi: Ông từ đâu đến đây? Thưa rằng, tôi từ nước Na Kiệt đến. Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi: Ông có biết Đức Phật là bậc đại sư của tôi chăng? Vâng, tôi có biết, Ngài đã diệt độ đến nay là 7 ngày. Tôi ở chỗ đó nên có được cành hoa trời này. Bấy giờ, các đệ tử có người chưa thấy được chân lý, nghe Đức Phật diệt độ, thấy đều kinh ngạc, đấm ngực quay cuồng, quặn quại muốn chết, than rằng: Làm sao bây giờ, chúng sanh biết nương cậy vào ai? Có người đã thấy được chân lý, đã hiểu một cách sâu xa lời dạy của Đức Phật thì nói: Thế gian đều là vô thường, mọi sự thương yêu đều như huyễn mộng, có ai sống mãi đâu. Trong chúng tỳ kheo có một vị tỳ kheo tuổi cao, nhưng tâm trí lại tối tăm, không đạt được thánh ý. Thấy chúng tỳ kheo đau lòng xúc động như vậy thì đứng lại và nói: Xin chớ buồn sầu nữa, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, lúc nào cũng răng dạy cấm đoán. Đây là điều phi pháp, kia là điều phi nghĩa. Trì thế này, hành thế kia, chớ có trái, chớ có phạm. Nay Thế Tôn mất rồi, chúng ta được tự do, há lại không thích thú sao? Chúng tỳ kheo đều cho lời nói như vậy là sai, nên cùng báo với trời. Trời bèn nắm tỳ kheo già ý, bỏ ra khỏi chúng. Tôn giả Đại Ca Diếp bảo các tỳ kheo: Hãy gấp lên đường. Bốn chúng đệ tử, vô số trời, người đều buồn khóc mà đi, cùng đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu quanh điện ba vòng, cung kính đảnh lễ. Có người úp mặt xuống đất, thổ huyết mà ngất. Tôn giả Đại Ca Diếp nhìn kỹ vào kim quang của Đức Phật, trong lòng tự nghĩ: Ta trở về trễ, không thấy được thầy ta, chẳng biết đầu chân Đức Thế Tôn ở chỗ nào. Đức Phật bèn đáp lại bằng cách duỗi hai chân ra ngoài. Tôn giả Đại Ca Diếp liền áp nhẹ đầu mặt mình vào chân Đức Phật, ca ngợi công đức của Đức Phật bằng bài kệ: Ngài vì không sinh già, cũng vì sự không chết. Ngài vì không tụ hội, không cùng kẻ ghét chung. Ngài vì không muốn khiến thương yêu mà biệt ly, nên mới cầu phương tiện khiến đạt được như vậy. Ngài vì năm ấm này rốt ráo không tái thọ, cũng không còn tạo tác để thọ năm ấm ý. Vì chấm dứt khổ đau và trừ luôn gốc hữu, nên mới cầu phương tiện khiến đạt được như vậy. Phật vì đoạn thế gian ái dục đã trừ sạch, nên gọi là nhẫn nhục, bỏ phiền não thế gian. Phật vì tự an lạc, cùng thế gian an ổn, cho nên con chắp tay, cung kính đảnh lễ Phật. Pháp Phật đã giảng nói là nguồn sáng thế gian, Phật vì nẻo tri kiến, an ổn không chướng ngại, cũng quá độ muôn loài, khiến không còn già chết. Vì sao người thế gian lại không thọ ân Phật? Trăng sáng trên bầu trời để phá tan đêm tối, mặt trời chiếu trên không để soi sáng ban ngày, điện chớp trên trời cao để chiếu soi mây sáng. Hào quang Phật chiếu ra để sáng soi ba cõi, tất cả các sông ngòi, sông Côn Luân hơn hết. Tất cả vùng nước lớn, biển cả là lớn nhất. Tất cả ngôi sao sáng, mặt trăng là sáng nhất. Phật là mắt thế gian, tối tuôn trong trời đất. Phật vì cứu độ đời, vì ban bố phước đức. Phật chỉ dạy giáo hóa, đến nay đã phân minh. Do vậy mà hôm nay, đệ tử Phật thọ hành, tất cả trời và người cung kính cùng đảnh lễ. Tôn giả Đại Ca Diếp tán thán Đức Phật xong, thì trời, thần, quỷ, rồng, vua và dân chúng đều đảnh lễ nơi chân Phật.
Sau đấy thì hai chân Phật thu vào kim quang trở lại. Trời người quỷ rồng thấy không còn hai chân ngài nữa, thấy đều nức nở, nghẹn ngào khóc thương. Xong rồi Tôn giả Đại Ca Diếp và các tỳ kheo cùng nhau thăm hỏi chia buồn. Các Bà La Môn cư sĩ bèn đốt lửa trà tỳ, chư thiên tung rải hương hoa, đều nói rằng chúng sanh cùng khốn như thế này. Hào quang của Đức Phật chiếu thẳng lên cõi trời thứ bảy là Phạm Thiên. Những chỗ tối tăm trong mười phương nơi chúng sanh không thấy nhau, nhờ bóng hào quang của Đức Phật cùng lúc sáng rực nên hân hoan nói: cái gì mà sáng? Các cư sĩ bàn bạc, khi da thịt của Đức Phật đã cháy hết, họ liền lấy sữa thơm rưới lên cho lửa tắt, rửa sạch xá lợi, đựng đầy trong bát bằng vàng. Y trong và ngoài của Đức Phật vẫn còn nguyên như cũ. Trong khi giải kiếp ba quấn quanh thân ngài đều cháy hết, họ lấy bát chứa xá lợi để trên kim sàng, rồi đưa vào cung đặt trên chánh điện. Trời người tuôn rải hoa, trỗi nhạc, đốt đèn, đi bộ quanh thành. Đèn thắp sáng trên mặt đất đến 12 dặm. Tôn giả A Nan nói với Tôn giả A Na Luật: cảm ơn các vị trời rồng, xin chư vị ai về chỗ nấy. Trời rồng, quỷ thần đều rơi nước mắt thưa: mặt trời, mặt trăng của ba cõi đã mất, thế gian mãi mãi suy sụp. Tan xong thì tuyệt, còn được bao lâu, sao vội đuổi chúng tôi đi? Đáp: dân chúng rộn ràng, muốn dâng hoa hương. Vậy chư vị nên tạm thời trở về, để dân chúng được giải bày tấm lòng của mình. Đế Thích hỏi Tôn giả A Na Luật: ngày nào thì sẽ dựng tháp của Đức Thế Tôn? Tôn giả A Na Luật hỏi Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan thưa: sau 90 ngày sẽ chọn ở giữa ngã tư đường dựng tháp lập miếu. Chư thiên đồng nói: chờ đến 90 ngày là do duyên cớ gì? Tôn giả A Na Luật đáp: bốn chúng đệ tử ai ở xa đang vội vã trở về để thỏa lòng mong ước. Chư thiên cùng một lúc cung kính lễ bái. Đế Thích đi trước, chư thiên theo sau, nhiễu quanh chánh điện ba vòng, buồn khóc trở về. Hai vạn tỳ kheo ở lại gìn giữ xá lợi của Phật. Lại cảm tạ quốc vương, xin vua trở lại cung. Vua và các quan đảnh lễ khóc thương, nhiễu quanh chánh điện ba vòng rồi trở về cung. Vua bảo các phu nhân, thể nữ đều phải phụng trì giới cấm trong suốt 90 ngày. Các Bà La Môn cư sĩ đều thực hành trai giới cũng như vậy. Dân chúng khắp bốn phương đều nghe Đức Phật đã diệt độ. Ở nước Cưu Di, bốn chúng đệ tử đều mang theo hương hoa để cúng dường, ai nấy đều khóc thương sầu thảm, làm bế tắc đường xá. Họ nhiễu quanh chánh điện ba lần, cúi lạy dưới đất, dậm chân thương tiếc, than thở: làm sao bây giờ? Các vua ở cách xa trong vòng ngàn dặm thì cùng đi với thái tử. Các vua ở ngoài ngàn dặm thì sai thái tử đốc xuất dân chúng cùng đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu quanh chánh điện, tiếc thương dâng hoa hương cúng dường. Ai đến trước thì về trước, ai đến sau thì về sau. Các tỳ kheo đồng hỏi Tôn giả A Nan, phép tận tán như thế nào? Tôn giả A Nan đáp: nên đi ra hướng đông, cách thành 30 dặm, ở đấy có làng tên là Vệ Trí, sẽ đến chỗ ngã tư đường trống trải, lập tháp dựng miếu, lấy ngọc làm ngói, viên ngói mỗi bề rộng 3 thước, tháp cao rộng 15 thước, xá lợi đựng trong bát vàng để ngay chính giữa. Dựng tháp lập miếu, treo cờ phướng trên cao, thắp hương đốt đèn, quét sạch rải hoa, dùng 12 bộ nhạc sáng tối cúng dường. Các cư sĩ Bà La Môn hãy cùng nhau lo hoàn thành bảo tháp để Phạm Dương, Đế Thích, Quỷ, Rồng, Vua Quan và dân chúng tiễn đưa xá lợi Phật.
Cư sĩ cung kính dâng lời, làm đúng như lời chỉ dẫn của tôn giả A Nan. Tôn giả Đại Ca Diếp và bậc A La Hán và tôn giả A Na Luật cùng nhau bàn luận: 30 vạn dân chúng đây cùng vua và các quan hiện tại khi mạng chung sẽ được sanh lên trời Đâu Thuật, chỗ ở của ngài Di Lặc. Khi Đức Di Lặc thành Phật thuyết giảng kinh lần thứ nhất, có 96 ức tỳ kheo chứng quả A La Hán. Ngài Di Lặc sẽ thuyết giảng kinh cho chúng sanh rằng: các thần thông này đều là của Phật Thích Ca Văn. Bấy giờ làm tháp treo cờ phướng, thắp hương đốt đèn, thực hành đúng theo giới pháp của Phật. Công việc này đều giao cho Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Tôn giả Đại Ca Diếp và tôn giả A Nan cùng các vị A La Hán luận bàn: vua nước Cưu Di sau khi mạng chung sẽ sanh về đâu? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: vua nước ấy mạng chung sẽ sanh lên cõi trời thứ 12 là Thủy Di. Sau khi Đức Phật Di Lặc hạ sanh thành Phật, ông ấy sẽ có tên là Tu Đạt. Tạo dựng cung điện cho Phật Di Lặc, nhà giảng dạy đạo, hơn cả tinh xá gian vật, giường cấp cô độc, y phục, thức ăn uống, thuốc men chữa bệnh, cúng dường cho tỳ kheo tăng. Tôn giả A Nan hỏi tôn giả Đại Ca Diếp: quốc vương nước Cưu Di tại sao không ở chỗ Đức Phật Di Lặc mà chứng đạo quả ứng chơn? Tôn giả Đại Ca Diếp đáp: tâm dục của vua ấy chưa nhàm chán đối với các khổ của sanh, lão, bệnh, tử, buồn sầu, cho nên không đạt được đạo quả ứng chơn vậy. Tôn giả Đại Ca Diếp nói với tôn giả A Nan: ai không nhàm chán bao nỗi khổ, lo của sanh tử thì rốt cuộc chẳng chứng đắc đạo. Tôn giả A Nan nói: tôi đã nhàm chán nó từ lâu rồi, tại sao không đắc đạo? Tôn giả Đại Ca Diếp đáp: ngươi chỉ giữ giới mà không tư duy về trong, ngoài thân, tư duy về sự ô uế của thân, trôi nổi theo dòng sanh tử, chỉ do bởi thức ăn. Có 8 nước ở bên ngoài biên cảnh, nghe tin Đức Phật đã diệt độ, Xá Lợi hiện đang được lưu giữ tại nước Cưu Di, tức thì họ đều đem quân binh đến đòi chia phần Xá Lợi. Vua nước Cưu Di nói: Đức Phật đã ngự tại nước tôi, nay Ngài đã diệt độ thì tôi sẽ lo việc cúng dường. Các vị từ chốn xa xôi khổ nhọc tới đây, mong được chia phần Xá Lợi, điều đó không thể được. 8 vị vua kia đáp: chúng tôi chấp tay xin phần Xá Lợi. Nếu không chia cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ đem mạng để đoạt lấy. Thiên đế thấy các vị vua tranh nhau để được phần Xá Lợi đem về nước cúng dường, liền hóa thành một vị phạm chí, tự xưng là Thuần Khuất, chấp tay đến trước chỗ 8 vị vua để giải thích. Xin cho tôi nói một lời, lúc Đức Phật còn tại thế, các vua luôn phụng hành, tôn kính lời dạy của Ngài là phải luôn từ bi. Phàm là bậc chủ của muôn dân thì không nên tranh chấp, mà nên thực hành 4 sự bình đẳng, chia đều Xá Lợi của Phật ra, khiến cho các nước đều có bảo tháp, để khai mở sự tối tâm của dân chúng, giúp họ được biết có Phật, lấy đó làm viên mối, ngõ hầu đạt được phước đức lớn lao. Trời, thần, quỷ, rồng, các vua và dân chúng cùng nhau khen ngợi. Lành thay Thuần Khuất, ông đã rộng thí phước điền cho chúng sanh. Rồi họ cùng nhau nhờ Thuần Khuất chia Xá Lợi ra làm 8 phần bằng nhau. Thuần Khuất tự lấy bát vàng của cõi trời, bên trong bát dùng thạch mật bôi lên để chứa Xá Lợi, mỗi vua một phần. Các vua được Xá Lợi rồi thì buồn vui xen lẫn, đều lấy hương hoa, treo lụa, thắp hương, đốt đèn, sáng tối tấu nhạc. Thuần Khuất quỳ dài xin số mật, tức Xá Lợi còn lại ở trong bình, để đem về lập tháp thờ. Các vua đồng ý cho, ông liền bỏ Xá Lợi vào bình. Bấy giờ có một đạo sĩ tên là Hoàng Di cũng theo vua để xin Xá Lợi. Vua bảo đã phân chia không còn nữa, hiện chỉ còn than đỏ, nên tự mình đến đó mà lấy. Ông đạo sĩ lấy phần cháy thành than xong
thì dùng hương hoa cúng dường. Lại có người già ca kiệt cũng tới để xin xá lợi. Nhà vua bảo là đã phân hết rồi, chỉ còn có phần tro, có thể tự đến lấy. Người ấy liền lấy phần tro kia thờ cúng trong 90 ngày. Tôn giả Đại Ca Diếp, A Na Luật, Ca Chiên Viên cùng nhau bàn bạc. Tôn giả A Nan theo hầu Phật rất lâu, riêng được gần gũi với Phật. Những gì Đức Phật đã giáo hóa, nêu giảng, chỉ dạy rộng khắp, Tôn giả A Nan đều ghi nhớ kỹ trong tâm, không chút nhỏ nào không hiểu. Có thể nhờ A Nan đọc tụng pháp luật để ghi chép vào sử sách. Các tỳ kheo bàn luận, Tôn giả A Nan như bạch y, sợ còn có tâm tham che giấu những lời vi diệu không chịu nói hết. Có tỳ kheo bảo nên tạm lập ra một tòa cao, chư thánh dân tập, các vị tỳ kheo vì từ bi cật vấn trên dưới 3 lần, nhân đó hỏi về chỗ cốt yếu của kinh thì mới có thể biết được sự thành thật. Vua nước Cưu Di lập bảo tháp để thờ Phật, lại xây tinh xá thiền thất để chứa 3.000 tỳ kheo ở trong đó tụng kinh tọa thiền. Nhà vua sai vị đại thần tên là Ma Nam đem 3.000 quân lính luân phiên canh gác tháp Phật. Tôn giả Đại Ca Diếp và Tôn giả A Na Luật cùng báo cho các tỳ kheo là sẽ kết tập kinh luật của Phật là 4 bộ A Hàm. Tôn giả A Nan theo hầu Phật một mình luôn được gần gũi với Đức Phật. Đức Phật vì hạng chúng sinh dâm dật vô độ nên tạo ra 1 bộ A Hàm. Vì những người hung dữ bội nghịch nên tạo ra 1 bộ A Hàm. Vì hạng người ngu si tâm tối xa lìa đường chánh nên tạo ra 1 bộ A Hàm. Vì những người bất hiếu với cha mẹ xa lìa các bậc hiền thiện, không ghi nhớ ơn Phật, không lo báo đền, do đó tạo thành 1 bộ A Hàm. Chúng sa môn thưa, chỉ có Tôn giả A Nan biết thôi, 4 A Hàm phải nhờ Tôn giả đọc lên. Tôn giả Đại Ca Diếp nói, Tôn giả A Nan bạch y, sợ còn có ý tham, không nói hết các kinh. Chúng tỳ kheo thưa, hãy đem việc trước đây để trách vấn A Nan, nên mời A Nan lên chỗ tòa cao, các bậc hiền thiện ở dưới nêu hỏi về kinh. Mọi người đều nói, lành thay rất thích hợp. Các sa môn trị sự liền họp thánh chúng đuổi A Nan ra ngoài. Thánh chúng đã an tọa rồi mới mời A Nan vội bước lên trước. A Nan bước lên cung kính đảnh lễ thánh chúng. Người đắc quả ứng chơn thì vẫn ngồi như cũ, người chưa đắc thì đứng dậy. Sa môn trị sự bảo A Nan lên ngồi trên tòa cao ở chính giữa. A Nan từ chối nói, đó không phải là chỗ ngồi của tôi. Thánh chúng đều nói, vì đọc tụng kinh Phật nên tôn kính lên vậy, để người nói lại giáo pháp tối thượng của Đức Phật. A Nan liền ngồi, chúng hiền thiện hỏi, ngài có 7 điều lỗi, vậy có biết chăng? Đức Thế Tôn lúc còn tại thế đã bảo, an vui thay trong diêm phù đề, vậy mà ngài vẫn cứ làm thêm. Vị sa môn trị sự gọi A Nan, A Nan liền đáp, Phật là bậc thánh tôn vô thượng chánh chân, há lại không được tự tại hay sao mà phải chờ tôi nói. Giả sử Đức Phật còn trụ thế trong 1 kiếp thì Đức Di Lặc Chí Tôn do đâu mà sớm được thành Phật? Thánh chúng im lặng, A Nan thì không sợ hãi. Thánh chúng cùng nói, hãy ngồi lại chỗ cũ. Biết giáo pháp mà ngài tuyên đọc đồng với chánh pháp mà đại chúng đã được nghe, không gì hơn là xin mời ngài 3 lần lên tòa. A Nan 3 lần xuống tòa rồi lại lên tòa nói, Y Diễm Ma Tu Đàn, Y Diễm Ma Tu Đàn, là tôi nghe như vậy từ Đức Phật. Các tỳ kheo tăng nghe lời mở đầu của A Nan, Y Diễm Ma Tu Đàn, tôi nghe như vậy từ Đức Phật. Tất cả đều nghẹn ngào nói, biết làm sao đây? Đức Phật mới đây vẫn còn tại thế, mà nay lại nói, tôi nghe như vậy từ Đức Phật. Trời, thần, quỷ, rồng, vua và muôn dân, 4 chúng đệ tử, không ai là không thương tiếc.
Tôn giả Đại Ca Diếp tuyển chọn trong chúng hiền thánh được 40 vị A-La-Hán theo A-Nan để học 4 A-Hàm. Mỗi A-Hàm 60 sắp lụa, chép kinh chưa xong, ở trong bảo tháp của Đức Phật tự nhiên sanh ra 4 cây danh mộc. Một cây tên là Ca Chiên, một cây tên là Ca Tỷ Viên, một cây tên là A Quá, một cây tên là Ni Câu Loại. Các tỳ kheo nói, chúng ta đem tâm từ bi chép 4 A Hàm, tự nhiên sanh ra 4 cây thần diệu. 4 A Hàm chính là cây đạo của Đức Phật. Do đó giao ước với nhau, thọ tỳ kheo tăng 250 giới thanh tịnh, giới của tỳ kheo ni có 500 điều, giới của Ưu Bà Tắc có 5, giới của Ưu Bà Di có 10. Khi chép kinh xong, các tỳ kheo tăng mỗi người phải tự hành theo kinh và giới, cùng nhau trao truyền giáo hóa cho đến ngàn năm. Trong ngàn năm ý, có người giữ đúng giới nên được ở chỗ của Phật Di Lặc là cõi trời thứ tư. Đức Thế Tôn Di Lặc sẽ giảng nói kinh pháp cho chư thiên. Nay trong chúng hội này đều là những vị trì giới của thời Đức Phật Thích Ca Văn, tương lai sẽ sanh đến cõi ý. Đức Phật Di Lặc nói, các ngươi hãy siêng năng tinh tấn thực hành đầy đủ những điều khó làm, nhiều ít cũng phải thọ trì giới luật. Sau khi Phật đã nhập diệt, hãy tạo 8 bảo tháp. Cái thứ 9 là tháp thờ cái bình chứa xá lợi. Cái thứ 10 là tháp thờ than, tháp 11 là tháp thờ tro. Kinh nói, Đức Phật tháng 4 ngày mùng 8 đản sinh. Ngày mùng 8 bỏ nước xuất gia. Ngày mùng 8 đắc đạo. Ngày mùng 8 diệt độ. Vào lúc sau phất mộc, Ngài xuất gia học đạo. Vào lúc sau phất mộc, Ngài thành đạo. Vào lúc sau phất mộc, Ngài nhập Nê Hoàng. Cỏ cây xanh nhiều hoa lá, cây cối khắp cả nước đều xanh tốt tùm. Đức Phật đã nhập Nê Hoàng rồi, vị trời trên các trời của ba cõi, ánh sáng đã tắt, tất cả 10 phương đều tự quy y Phật. Phụ chú: từ khi Phật bát Nê Hoàng cho đến Vĩnh Hưng năm thứ 7, tháng 2, ngày 11, tính đã hơn 887 năm, 7 tháng 11 ngày. Đến nay năm Bính Tuất cộng lại thành 915 năm. Đây là ghi chép của tỳ kheo Khang Nhật. Lại đến khánh lịch năm thứ 6, tổng cộng